Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Đại Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải nói là rất nhiều các anh các chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin để tìm những cô dâu bỏ trốn. Đây hôm nay đến giờ phút này là một buổi sáng đầu tuần, giờ trưa rồi, không phải là sáng, bây giờ là 12 giờ rồi. Anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận được một thông tin. Một anh trai hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Câu chuyện này vợ rất lạ. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Rồi xin chào anh trai nhé. Anh cho biết là anh tên gì? Dạ em tên Ngô Văn Thủ. Anh Ngô Văn Thủ hả? Dạ Ngô Văn Thủ. Thủ hả? Thủ. Cầu thủ đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ, cầu thủ. Ồ, anh Thủ nhiêu tuổi rồi? Dạ năm 1971. 1971. Dạ. 52 tuổi hả? Dạ. Anh Thủ nguyên quán ở đâu? Dạ quê quán ở Bến Tre. Bến Tre hả? Dạ. Ồ. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai đây? Dạ tìm vợ. Tìm vợ. Dạ. Ồ. Anh cho biết này, vợ anh họ tên là gì? À, Lê Kim Huyền. Lê Kim Huyền. Dạ. Vợ anh sinh năm mấy? Năm 1992. Ồ, 1971. 1992. À. Trên nhau 19 tuổi. Phải không ạ? À. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Dạ cũng quê quán ở Bến Tre. Bến Tre luôn. Dạ. Ồ. Sao lại anh nhìn nó có đúng tuổi không? Anh có căn cước đây có đúng vợ anh không? Dạ đúng rồi. Ủa sao mà vợ anh 92 là nay 31, 32 tuổi sao nhìn già dữ vậy? Dạ. Phải không? Phải. Ồ. Anh cho hỏi đây là vợ mấy? Dạ hôm nay là vợ cưới lần đầu tiên. Anh chưa từng cưới vợ? Dạ chưa. Anh nói thật không đấy? Thật, chưa từng cưới vợ. Ồ, hơn 50 tuổi chưa từng lấy vợ hả? Dạ. Vậy là mình còn zin. Dạ. Ồ tội vậy này. Vậy là hàng còn zin luôn hả? Dạ. Ừ. Chưa anh làm nghề gì? Dạ em giờ đang ở tại sinh sống ở tại Bình Dương đang làm công ty. Ừ. Đang làm Bình Dương. Dạ. Trước đây sao anh không lấy vợ? Dạ vì hoàn cảnh khó khăn quá. Ừ. Anh được mấy anh em? Dạ được năm anh em. Anh là thứ mấy? Dạ em thứ hai. Thứ hai à? Dạ. Thứ hai là lớn nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Lớn nhất mà sao mình không lấy vợ? Dạ. Hay là bạn phải lo cho các em hả? Dạ còn tội khổ khăn quá. Anh có ăn nhậu không? Có nhưng mà ít. Có say xỉn bao giờ không anh? Chưa đến say xỉn. Chưa say xỉn, vẫn say xỉn vẫn bò được về đúng không? Dạ. Ồ. Anh hiện nay đang làm công việc gì? Dạ em đang làm ở công ty ở Bình Dương. Tháng thu nhập ổn không anh? Dạ lúc này cũng hơi eo hẹp vì công ty giờ nó cũng... Anh nói chuyện lớn tiếng được không? Dạ công ty giờ cũng khó khăn quá. Ồ khó khăn quá. Dạ. Tháng được 10 triệu không anh? Dạ có tháng được tháng không. Ồ vậy cũng được. Anh ở Bình Dương ở trọ hay ở nhà? Dạ ở trọ. Trọ. Dạ. Anh cho biết này, vợ anh là anh cưới lâu chưa? Dạ chưa cưới, tháng 11 này mới cưới. Trời đất quý thân ơi, vợ chưa cưới. Dạ. Thế anh quen lâu chưa? Dạ quen thì lâu. Quen bao nhiêu năm rồi? Dạ nay 7 năm rồi. Quen 7 năm? Dạ. Hai vợ chồng chính thống 7 năm rồi. Ở với nhau 7 năm rồi? Dạ. Ô trời, mà chưa có con? Dạ chưa có con. Sao không cưới? Dạ nó giờ mới cưới đó. Vậy là chưa được cưới hả? Dạ chưa được cưới. Anh tính bao giờ cưới đây? Dạ là tháng 11. Tháng 11 cưới? Dạ. Tháng 11, bây giờ tháng 11 rồi. Dạ, nên nó mới đi đó. Là chuẩn bị cưới đến ngày cưới rồi. Dạ. Ôi giời, đến ngày cưới là cô dâu bỏ chạy rồi. Dạ. Anh có biết lý do tại sao mà vợ anh bỏ trốn không? Dạ gì nó quen kia nó bỏ trốn thôi. Lại quen thằng kia nữa. Dạ. Thế vợ anh trước có chồng chưa? Dạ, lúc trước nó có chồng, có đứa con. Ôi giời, trai tân lại gặp mãi già rồi. Trời ơi. Vậy là sao anh tìm anh mình chưa có vợ, chưa có con xong tìm người nào chưa có chồng ấy? Dạ. Tại chắc cái số như vậy. Số duyên số nó vồ với nhau. Dạ. Đó cái người phụ nữ này là vợ anh ấy là ở với nhau 7 năm này hả? Dạ. Ở đây được 7 năm rồi. Có đem con chung ở với anh không? Dạ có. Ồ. Thế người phụ nữ làm công việc gì? Dạ lúc trước nó có làm công ty rồi thời gian sau này nó không có làm, nó ở nhà không à? Ở nhà anh nuôi? Dạ. Anh nuôi cả mẹ cả con riêng của vợ? Dạ đúng rồi. Trời đất quỷ thần ơi, gia đình anh vợ anh có biết không? À gia đình của anh có biết không? Dạ biết. Gia đình anh có ngăn cản không? Dạ không, bởi vì em mình lớn tuổi rồi mà mẹ nó thôi về kiếm người đi về sống. Kiếm người hả? Dạ. Anh nhìn vợ anh có dễ thương không? Dạ thương lắm chứ. Thương lắm mà. Dạ. Sao vợ anh mập dữ vậy, phải không? Dạ vì nó ăn rồi nó không. Ăn rồi không mập mà. Dạ. Mình phải cho vợ giảm cân chứ. Vợ anh nhiêu ký? Nó sao mấy ký ạ? Ôi trời, anh được bốn mấy ký? Dạ em được 51. Làm gì được? Được. Được không? Được, tại vì mấy bữa nay khát mất buồn quá, mất ăn mất ngủ nó hơi. Bữa này ốm hơn rồi đó. Dạ. Tội vậy. Thế nào hôm nay mấy thời gian này anh có làm việc không? Dạ có bữa làm được không mà. Mệt quá không đi ha. Dạ đi không nổi. Rầu đi không nổi. Trong thời gian ở với nhau, hai người ở với nhau gọi là vợ chồng ấy. Dạ. Mình sống có hạnh phúc không? Dạ hạnh phúc. Hạnh phúc lắm à. Dạ. Vợ anh có nhắn tin gọi điện cho ai đó không? Có. Nhắn à? Dạ. Nhắn nhiều người không? Đúng rồi, nhiều. Nhiều luôn hả? Dạ. Úi trời. Anh có thấy không? Dạ có. Vợ anh có biết là vợ anh nhắn cho ai không? Không
mà biết vậy thôi chứ mình cũng không có quan tâm bị gì, thấy giờ tính đợi vợ chồng rồi thôi, để nó chơi với bạn bè vui. Chứ không có nghĩ vậy. Không nghĩ là đi theo bồ á. Dạ. Trước này anh đến với vợ là anh có nói là anh còn zin không? Dạ, không có nói. Không nói à? Thế là vợ anh khui hàng luôn. Dạ. Ôi trời, dễ thương vậy. Ê, tội nghiệp ha. Thế con riêng của vợ anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay nó 2014. 14. Dạ. Năm nay 7 8 tuổi ha. Dạ, năm nay nó cũng 10 tuổi. Bé gọi anh bằng ba hay bằng hai bằng gì? Dạ, hay bằng giữa? Gọn bằng ba. Ba. Dạ. Trai gái? Dạ trai. Trai hả? Dạ. Thế giờ vợ anh đi đâu mà anh phải đi kiếm? Dạ nó đi theo người ở Tây Ninh. Lại theo người Tây Ninh nữa? Dạ. Đi lâu chưa? Dạ đi hôm 27 Tây tháng 11. 27 Tây tháng 11. Dạ. Đến giờ phút này là cũng hai mấy ngày đúng không? Dạ cũng mười mấy ngày rồi. Anh có đánh vợ không? Dạ không. Sao vợ đi? Nó không biết nữa, em đi làm ca đêm về nhà nó hai đứa nó tò tí làm sao rồi nó cúng quần áo rồi nó. Ôi trời ơi. Thế là ông tướng cái đến nhà phòng trọ anh tò tí luôn. Dạ. Không có nó rủ ở đến tận nơi nó rủ đi. Dạ. Anh có thấy người ta chỉ không? Người ta có hàng xóm người ta nói không? Dạ không, bởi vì nó thằng đó nó không có lại đây. À. Dạ. Thằng đó nó ở dưới Đồng An hay gì. À. Thế hai đứa rủ nhau. Dạ. Thế đi mất rồi. Dạ. Vợ anh đã từng bỏ nhà đi lần nào chưa? Cũng hai ba lần rồi. Ôi trời ơi, hai ba lần rồi thì nào tìm làm gì nữa? Dạ em tìm lấy ba cái đồ vàng. Lấy đồ gì nữa? Vàng cưới. Ôi vàng cưới. Dạ. Nhiều không? Dạ cộng dây ba chỉ với đôi bông chỉ mấy với cặp nhẫn cưới. Trời đất quỷ thần ơi. Thế là chưa cưới xong mình tặng vàng sớm vậy? Dạ em. Không phải, đang em tính là để đó dành là tháng 11 cũng gần tới rồi. Mình sắm trước tháng 11 dành dụng được nhiêu rồi sắm cho nó. Thế tổng cộng là bao nhiêu vàng, bao nhiêu tiền? Anh biết không? Tính thành tiền bao nhiêu tiền? Chắc khoảng ba mấy triệu. Ba mấy triệu luôn? Dạ. Tiền này anh vay hay là tiền này anh dành dụm lại? Dạ, có số vay. Số vay luôn? Dạ. Vay tặng cho vợ ha? Dạ. Mua vàng cho vợ? Dạ. Một cộng dây chuyền này? Dạ. Mấy gì nữa? Một cộng dây chuyền, một đôi bông. Đôi bông? Dạ. Cặp nhẫn cưới. Cặp nhẫn cưới? Dạ. Thế nhẫn cưới anh có đeo không? Dạ không, nó lấy hết trơn luôn rồi. Ăn trộm à? Rồi, nó lấy hết trơn không còn gì nữa. Ôi trời ơi. Ăn cặp cả nhà cặp cặp nhẫn cưới nó cũng lấy luôn. Này trời đất ơi. Không rồi. Bây giờ anh không còn gì luôn? Không còn gì không. Có anh vẫn còn dây chuyền kìa. Cái cộng dây chuyền của ông già đó mua cho. Bán luôn xong cho vợ tặng luôn cho vợ. Dạ bị nó có cộng rồi. Ủa. Bị nó đeo cái cộng dây bự này nó chê cộng hên nhỏ. Hên là đêm đấy à, chê cộng nhỏ. Dạ đúng rồi. Hên là đêm anh ngủ là không nó không dứt mất đấy. Dạ không có, bị gì đêm đó là em đi làm cả đêm. À, ở đêm nó còn sót lại. Dạ. Chứ không mà mất luôn. Dạ. Đúng còn cái lịt luôn. Dạ. Anh có bao giờ anh chửi vợ bao giờ không? Không. Vợ anh có chửi anh bao giờ không? Cũng có khi nó quạo nó cũng có chửi. Có đánh lại anh bao giờ không? Chưa đánh. À, vợ anh nhìn có dữ dằn không? Nó cũng dữ à. Dữ à. Em nhìn tướng mạo dung nhan này là cũng dữ à. Dạ. Sao trước mình lại quen chi vậy? Dạ chắc cái duyên trời định sao mình đâu có biết được. Em nhìn anh thì có thể là anh rất hiền á. Mà đúng là anh có hiền thật không? Dạ em từ nào chứ chưa biết làm gì. Anh có gây lộn với ai không? Dạ không ạ. À. Cái gây lộn không có gây lộn ai đâu. Ai nói mà hơi sốc sốc là mình bỏ đi à? Bỏ đi luôn. Dạ. Mình biết nhưng mà mình bỏ đi nha. Dạ, bỏ mình không đứng. Dạ. Đứng người ta kiếm chuyện là phiền. Dạ, mất công phiền. Tội nghiệp vậy. Đến giờ phút này anh còn thương vợ không? Giờ chắc hết rồi quá. Vì nó lấy hết đồ nó chắc hết thương. Nhưng mà giờ vợ anh lại giá vàng anh lại quay lại thương mai thì anh có thương không? Dạ không. Kỳ vậy. Dạ, giờ nó đã làm vậy rồi còn thương gì nói nữa. Nhưng mà đôi khi để cất vó mẹ sau nhiều hơn. Mẹ này trả trước. Dạ, thôi chắc không có nữa quá. Anh sợ đàn bà chưa? Dạ sợ lắm. Kinh tởm chưa? Ghê quá. Đúng không? Dạ. Đấy, sợ lắm. Giờ sợ dữ lắm rồi. Ê, khổ. Thế là vợ anh là trốn đi luôn hả? Dạ, trốn đi luôn. Anh đi làm là trốn luôn? Dạ. Có ôm quần áo đi không? Dạ, đi hết trơn luôn, cũng không còn cái quần áo nào hết. Cuốn không còn quần áo luôn? Dạ, không còn gì. Có đem lồi lưu xong chậu đi không? Dạ không, nó đi với đem quần áo nó với vàng vòng đi thôi còn. Bỏ chạy luôn hả? Dạ. Đi bằng xe gì? Dạ, nó chắc nó đi ráp không? Đi ráp chạy luôn. Dạ. Ôi giời, ôm được mấy chục triệu ngon quá rồi. Chắc nó đi ráp. Rồi. Anh báo công an chưa? Dạ em báo rồi. Anh báo công an ở đâu? Ở Thuận Giao. Công an Thuận Giao hả? Dạ. Anh ở phường Thuận Giao hả? Dạ em ở phường Thuận Giao. Ồ. Vậy là công an người ta nói làm sao rồi? Dạ công an nói để người ta xem xét lại có gì ta báo lại. À. Thế là vợ anh là ôm hết toàn bộ vàng bạc trốn luôn. Dạ. Hồi này gọi là đêm tân hôn là cô dâu là ôm vàng bỏ trốn xách quần bỏ chạy. Dạ. Chết rồi rồi. Thế trước đây anh có ngờ rằng có nghĩ rằng một ngày nào vợ mình lại ôm tiền ôm vàng mà bỏ trốn này không? Dạ không anh ơi. Dạ, không nghĩ hả? Dạ không nghĩ. Ồ. Mình cứ nghĩ rằng vợ mình thương mình chứ đâu có nghĩ vậy. Ừ, mình không ngờ đúng không? Dạ không ngờ. Thế mà cuối cùng là đến ngày nay là ngày lẽ là chuẩn bị gần như là ngày lành tháng tốt rồi đấy. Dạ đúng rồi, còn có. Anh đã tổ chức là đám cưới hoành tráng không? Có, em cũng có khoảng bao nhiêu bàn? Dạ tính cũng mình cũng lớn tuổi thôi làm chừng chục bàn chơi thôi. Chục bàn hoành tráng à? Dạ. Ở em ngày xưa có hai bàn à?
Thì mẹ Đấy. mẹ nói thôi cũng được. Anh đã gặp gia đình bên mẹ vợ chưa, ba vợ vợ mẹ vợ chưa? Dạ gặp rồi. Mọi người có thương anh không? Không, mẹ bên mẹ vợ thì bà, mấy chị rồi thương lắm. Thương lắm. Dạ. Bây giờ là từ vợ trốn là anh đã thông báo với gia đình vợ Dạ chưa? có rồi. Gia đình vợ làm sao? Ba vợ mà bên mẹ bà mẹ vợ mẹ đó thôi, giờ nó lớn tuổi rồi. Ủa nó giờ con muốn làm gì đó con làm đi chứ giờ mẹ đâu có căng cản nó được nữa. Hỏng rồi. Này tội nghiệp quá. Thế là bây giờ là hiện nay là anh có biết vợ anh trốn đi đâu không? Dạ bây giờ theo em nghe nó lên tiếp tốt á, là nó đang ở Tây Ninh. Tốt tốt lên Tây Ninh. Dạ. Nó lên máy tiếp tốt á, nó chơi á thì nó ở bên Tây Ninh. Dạ. Nó mới về Tây Ninh đây là nay mấy ngày gì đó. Còn Anh cái thằng mà bồ của nó thì đang ở Đồng An. Đồng An. Dạ. bồ có to cao to đẹp trai không? Dạ tướng nó cũng vừa vừa cũng cả em mà chắc nó có ngang hơn em chút. Người tướng vậy là ngon rồi, dây dây là ngon đó. Nó có chụp hình nó gửi qua cho em coi nữa. Chụp mình gửi luôn, Dạ. gửi chi vậy? Nó là nó giờ nó đăng ký kết hôn với thằng khác. Ồ, mày đăng ký rồi. Mà bên em thì em đăng ký rồi mà bên nó thì không biết nó để trong cái hình của nó hai đứa nó chụp chung á. Có chụp vào giấy kết hôn không? Dạ. Có chụp giấy kết hôn không? Dạ không, có giấy kết hôn của em thì có nhưng mà bên thằng kia thì chưa thấy. Bây giờ lại mất vợ rồi. Nó nói là nó nói với người ta là nó để trong cái hình mà nó chụp với thằng đó đó, hai đứa là nó có thể là nó kết hôn. Trước đây anh đã thấy ý định nhà vợ, ý định bỏ trốn này chưa? Dạ chứ mình thấy nó cũng thương rồi, chiều đêm mà đi làm cả đêm á là mình lấy vô công ty quên đi, xách cái bình nước mình điện về nó em ơi lấy vô anh bình nước thì nó cũng cười vui vẻ rồi nó cũng xách vô cho mình bình nước rồi cái nào lúc đó chắc cũng 6-7 giờ tối gì đó là 10 giờ nó đi. Cái người đàn ông ấy có đẹp trai không anh? Dạ mình thì thấy trong hình vậy thôi chứ còn chưa có nhận được cái mặt, dạ bị nó chụp cái hình nó gửi qua thôi. Hình áp thôi. Dạ hình áp. Cho nên chẳng biết là thật hay giả đâu. dạ Bây giờ cứ thật thật giả giả, nhiều khi nhiều cô chụp áp và nhìn đẹp mê hồn nên khi mà gặp nó là bỏ chạy luôn. Đấy. Gặp nó là bỏ chạy. Trước anh quen vợ là ai làm mai cho anh vậy? Dạ thằng cô cậu. Cô cậu ruột. Bây giờ anh đã thông báo cho tất cả các anh em bạn bè biết chưa? dạ chỉ mới nói về bên vợ thôi. Bây gia đình anh biết chưa? Dạ chưa. Ôi giời, hôm nay đăng này gia đình anh biết đấy. Dạ cho biết luôn chứ giờ nó nữa không. Nó giờ hết nói rồi còn gì nữa. Gia đình anh biết là buồn đấy. Thì giờ buồn buồn chứ Các giờ bạn nhà. của anh có nhiều bạn không? Dạ ít lắm, mày lo làm không đâu có đi chơi đâu mà nhờ. Đi làm công ty mà đây nên đi lên đây mà không biết đường đi. Nó nhờ bạn bè, Em không nhìn chưa. anh thì có thể rất hiền đấy. Em từ ở dưới quê là em lên tới chỗ em làm em về chứ không có đi chơi đâu đó. Ít có đi lắm. Vậy là mình tổ chức ngày bao nhiêu cưới anh? Dạ em tính ngày 15 tháng 11. Ngày 15 tháng 11 là âm lịch đúng không? Dạ âm lịch. Gần tới rồi, Dạ. sắp rồi. Dạ còn có mấy ngày nữa là tới rồi. Anh đã chuẩn bị, anh mời những ai lên danh sách chưa? Dạ có nói mẹ bạn mẹ rồi nhưng mà chưa có lên danh sách. Gia đình Còn chuẩn bị mừng ha, dạ. chuẩn bị vui đến ngày lễ thành hôn vui. Dạ. Thế cuối cùng là cô dâu thì ôm quần và chạy luôn rồi, Dạ. ôm vàng ôm bạc. Dạ. Anh ai là người mua dây chuyền và vàng đấy? Dạ em. Vợ có lên tiếng hay anh tự mua? Em tự mua. Sao anh không mua, anh cất đi khi nào cưới rồi Dạ mình tặng? vì cái em nói anh nghe nè, thấy thấy nó tội nghiệp thì thôi để cho nó đeo có người ta với người ta. Mình cũng thương vợ nên cho thấy tội nghiệp nó không có người ta thấy cũng tội mình để cho nó đeo mà rốt cuộc đeo là đi Rốt luôn cuộc là tội mình luôn. là giờ tội mình luôn, tội mình ôm luôn. Gia đình anh biết là cái này chắc là cú sốc này cũng nặng nề đó. Dạ mẹ em đang bệnh nên em không cho vào. Lấy vợ trễ tưởng là đã ngon lành cành đào đúng không, Dạ. mà ai ngờ lấy vợ trễ gặp quỷ tha ma mắt rồi. Thua. Đến giờ phút này em hỏi lại anh này, anh thương vợ anh điều gì nhất? Dạ thì thấy nó cũng hiền hậu Liệu có hiền không? Em nhìn mặt ấy đâu có hiền đâu anh. thì trong mình trong người của nó thì mình không biết nhưng mà tánh tình nó nói chuyện mình thấy nó hiền hậu. Nói chuyện có giống anh không? Nhỏ Dạ, nhẹ thì không? ta nó hơi hơn mình chút. Ở 110, 118 à? Dạ. Anh đã tìm những đâu rồi? Bây giờ là Dạ trong thời em gian biết. qua anh đã tìm những đâu? Dạ em cũng không biết được đâu ngọc tìm bị gì em đâu có biết đi đường đi đâu mà tìm. Rồi chỉ biết là nó đi vậy thôi chứ em đâu có biết đường đâu tìm. Có thể là vợ anh biết cái điểm yếu như vậy là vợ anh mới ôm tiền đi ấy. Ôm vàng đi. Mình có tiền mặt không? Dạ không nó đi bữa đó nó ôm tiền vàng không mà nó không có lấy tiền mặt. Tiền mặt có để ở đâu không? Dạ bị đâu còn tiền đâu để có Ồ. hết trơn luôn rồi có nhiêu Vậy là sống. anh cho em hỏi này, bao nhiêu tháng nay, bao nhiêu thời gian này là anh nuôi vợ và con riêng của vợ? Dạ đúng Bao nhiêu rồi tháng? là nuôi từ hồi mà gặp tới giờ luôn. Là mấy năm rồi? 7 Dạ năm rồi. dạ đi hai vợ chồng rồi chấm con dắt theo luôn. Ồ. Trời đất quý đấy.
Vậy là vợ anh không làm ăn gì? Dạ có lúc thì nó làm được 1 tháng 2 tháng gì đó rồi đến giờ luôn. Gọi là gà đẻ thắng thắng đực thắng thắng xịt đúng không? Thế là cuối cùng một mình anh nuôi. Dạ Anh gồng gánh cả những cái năm dịch vừa qua luôn. Dạ em làm trong công ty em ráng tăng ca rồi để em nuôi. Ôi giời ơi, để nuôi vợ. Thế sao mình không kế hoạch là sinh con? Dạ cũng tính dự định là đám cưới xong rồi mình cũng kiếm đứa. Đó, mình làm luôn thì chắc ăn thì làm luôn thì không đi nữa. Dạ mình Nó không thành có. cái dây rồi, cái dây nhợ rồi, không đi được. Dạ đâu có ngờ vậy. Giờ nhìn ngon con kia để đi với ông khác thôi. Vậy là vợ anh hàng ngày nhắn tin mới lên tốt tốt như vậy, Dạ sao anh đúng. không không thông báo là em đừng chơi đi hoặc là Có em nói, nó nói là thôi để em chơi cho đỡ buồn. Rồi thấy nó nằm ở nhà thấy cũng tội. Rồi thôi để cho nó chơi. Mình thấy mình thương vợ, mình đâu ngờ nó làm vậy. Anh cho em hỏi lại này, vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Lê Kim Quyền. Sinh năm mấy? Năm 192. Nguyên quán ở đâu? Ở Quán Mê, quê quán Bến Tre. Bỏ đi ngày mấy tháng mấy anh? Ngày 20, 27 tháng 11. Âm ngày Tây đúng không? Ngày Tây. 27 tháng 11 năm 2023. Dạ. Trước khi đi là đem cho những cái gì anh? Dạ đem một con dây chuyền, một đôi bông, một cặp nhẫn cưới. Khi nào anh phát hiện được là vợ ôm vàng bạc bỏ trốn? Là cái ngày nó ra về là đi bị gì nó đi á. Lúc nó mới ra đi á, nó còn nhắn tin, nó còn nói là để mai chiều về trả, rồi từ ngày đó tới giờ là nó không còn nhắn tin nữa. Là chặn chưa? Nó chặn rồi. Chặn hết thông tin rồi. Dạ, chặn hết thông tin rồi. Số tiền mà vàng đó anh vay mượn để mua cho vợ đó, dạ để chuẩn bị vợ cưới, chuẩn bị đến ngày cưới này này, dạ là anh còn vay bao nhiêu nữa? dạ lúc đó em vay 30 triệu, giờ còn thiếu ngân hàng 30 triệu. Ôi giời ơi, cha mẹ ơi, vay ngân hàng mua vàng cho vợ. Dạ Vợ ôm chạy đi mất rồi. Giờ tìm đâu đây? Tìm kim đáy biển. Khó cho anh rồi. Thương quá trời thương luôn. Tại sao lúc trước là mình mua vàng không bàn bạc với gia đình? Dạ, em cũng có nói nhưng mà Mà mấy mình mua gì mình đã nghèo khó mà anh. Mình mua cặp nhẫn cưới 1 vài triệu là ok rồi. dạ đúng rồi, anh nói cũng phải, nhưng mà là hồi đó mua công dây chuyền rồi, rồi sau á mới mua được đôi bông của nó thanh thôi. Thôi giờ mình làm đám mình cũng có cặp nhẫn cưới cho rỡ mặt người ta thì mình cũng nghe lời mua cho nó, ráng làm tăng ca biết về không dám ăn Cặp nhẫn luôn. cưới hết nhiêu anh? Dạ cặp nhẫn cưới cũng hết 4 triệu mấy. 4 triệu mấy? Dạ Trời ơi, mua mỏng thôi. dạ cặp nhẫn cưới đơn chỉ mấy lần Chỉ mấy mua mỏng thôi anh, 2-3 phân thôi. là tính 2-3 phong thì nó mỏng quá mình đeo. Mỏng cũng được, mình nghèo mà. Dạ tính thì mình đeo cho chắc mà, Trời ơi, tính chắc là gì vợ chồng anh. mà. Nhẫn cưới thì mua to mà, nhiều người đâu có nhẫn cưới, người ta vẫn sống nhau hạnh phúc, đuổi đẻ 7-8 đứa đi. Dạ tôi thấy mình Thôi nghĩ rằng thấy mình thương vợ mình thôi kệ mua nó đeo đi luôn. Tội quá. 4 triệu mấy luôn? Dạ 4 triệu 4 mấy. triệu mấy anh phải tăng ca bao ngày? Dạ em làm cũng khoảng hai gần 2 tháng chưa. Ôi giời, gần 2 tháng tăng ca để mua cái nhẫn cưới. Dạ. Lúc ấy vợ anh có thương anh không? Thì lúc đó nó cũng còn thương mà. Anh thấy anh lúc anh tặng nhẫn cưới anh tặng đêm hay tặng ban ngày? Dạ dắt đó cũng 4-5 giờ chiều này ra Về ca. phát, mua về anh mua. Dạ Tự hai anh giờ, mua hả? dạ 2 giờ chồng ra ca rồi em chở nó đi Vợ ông luôn. có vui không? Dạ cười lắm tôi. Ôi giời, cười hớn hở à? Dạ. Ôi giời. Thế anh mua lâu chưa? Chợ cặp nhẫn cưới mua lâu Cặp nhẫn chưa? cưới này chắc mua 1 tháng mấy rồi. Mới mua? Dạ. Thế còn vàng dây chuyền mua lâu chưa? Dạ dây chuyền thì mua được nay cũng 2 tháng mấy, 3 tháng rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi, thương ngoài. Nên là cuối cùng là giờ là vàng cũng ra đi mà nhẫn cưới thì cũng ngủ rồi. Theo nhẫn cưới thì theo vợ em, vợ anh lại tặng cho thằng khác, nó cưới vợ anh luôn ấy. Anh có nghĩ vậy không? Em nghĩ không bán đâu mà mua để tặng. Giờ đem vợ anh đem đi luôn ấy, là tặng cho thằng ông tướng khác. Các em cũng nghĩ vậy. Ông tướng kia là ông cưới vợ anh luôn ấy. Nhẫn của bồ mày bây giờ thì tao tặng luôn, cưới luôn. Sao anh biết đấy, thông tin mà anh em vẫn đăng tải đi tìm kiếm người thân mà anh về Dạ đây? em có lên trên mạng anh thấy bên anh Hải nè có giúp đỡ bà con nên em thì giờ cũng khổ hết tiền rồi. Dạ em mới tìm tới anh Hải. Nếu bây giờ gặp được vợ anh, một người vợ phải nói là ôm tiền vàng bạc bỏ trốn thế này, bỏ lại người chồng, người đàn ông hiện nay thất thần, đang nợ ngân hàng tới 30 triệu. Nếu gặp được, anh sẽ nói điều gì đầu tiên với vợ? Nói thôi giờ em trả đồ cho anh rồi em muốn sống ai em thôi. Mình không trách hờn oán Dạ không trách thần, cứ trả đồ em nè thôi. Còn Còn nếu mà nó muốn sống thì nó quay lại sống, còn không sống thì cũng được. Nhưng mà sống liệu còn hạnh phúc nữa không anh? Chắc không còn quá. Trước đây vợ anh có chia sẻ là cái người tình của anh gọi là người tình người vợ này, có chia sẻ là trước này yêu mấy người mà lên mấy đời chồng không? Cũng có, nó nằm cũng có nói chuyện. Mấy đời chồng rồi? Nó giờ theo nghĩ chắc không biết mấy đời nữa. Nhiều không anh? Dạ cũng nhiều. Ôi trời ơi, nhiều đời chồng cho anh đấy làm chi? Tại vì chắc cái số duyên mình định Chuyện định chắc. số gì? Bây giờ em hỏi thật anh muốn lấy vợ không?
em sẽ kiếm cho anh một người vợ ok luôn, ok luôn. Dạ thôi, giờ thôi ngán quá rồi. Không có lừa đảo đâu. Dạ, anh em xác minh đàng hoàng. Dạ, chứ anh gặp đúng là quỷ tha ma mắt rồi. Thôi, giờ gặp em đúng vô tình rồi. Thôi, từ từ đi, coi cái đầu óc nó thanh thản lại. Thanh thản đi nhá, dạ. Bình tĩnh đi. Dạ. Dạ. Trước mắt là sống, tay chân anh có anh làm sao mà đen thủi lùi kia. Dạ đi làm lo làm không rồi đâu. Anh giơ bàn tay cho cô chú anh chị xem nào. Dạ. Giơ quay lại sau nè, móng tay, ôi trời móng tay đen thủi lùi này. Sao lại có mất ngón kia? Dạ, mất ngón này là tại đi làm ở trong công ty á. Lâu chưa? Dạ nay cũng năm mấy rồi. Một năm mấy? Dạ. Vậy đi làm nuôi vợ nuôi con? Dạ. Nuôi con riêng của vợ mà mất cả tay. Dạ. Hôm qua thì một anh trai cũng đi làm về nuôi vợ, mất 2-3 ngón luôn, vợ đuối ra đường. Giờ đến anh. Dạ. Khổ chứ mày. Dạ. Lúc bị mất ngón tay có đau không? Đau lắm chứ. Đau lắm. Về vợ có động viên an ủi không? Cũng có, nó ráng đi. Bóp thuốc, mua thuốc bôi không? Có, nó thuốc rồi. Có tầm bổ anh à, trứng vịt lộn hay là trứng vịt khô, vịt viết gì không? Dạ không, nó chỉ đi mua thuốc cứu mà. Tội nghiệp quá trời luôn. Trong công ty anh làm mấy công việc nhiều có vất vả lắm không? Dạ rất vả lắm, có bao đâu khoảng gần trăm mấy ký rồi. Trăm mấy ký? Dạ. Ôm luôn? Ôm mình luôn. Trời. Một ngày ôm bao nhiêu bao anh? Không biết, đâu có đếm xiết được, có khi thì... Khoảng mấy tấn, bao nhiêu tấn? Nó khoảng tấn mấy cho lên. Không, một ngày mà ôm một tấn mấy? Dạ. Tăng máy mà vừa ôm lên xe hay làm sao? Dạ ôm lên xe rồi lên máy ăn rồi mới lấy rồi. Cứ ôm như vậy thôi. Dạ. Cứ ở dưới đất rồi ôm lên máy. Vậy đang trực máy đúng không? Dạ. Cái máy cái ôm cái bao đó bao gì anh? Dạ bao phế. Ồ. Ồ sao mấy người khiêng đi? Dạ bị gì trong đó nó sắp thằng ca. Ồ. Mình ca đêm thì thằng kia ca ngày. Thế lại vài năm nữa thì sức khỏe nó một ngày nó còn yếu đi. Sao dạ. Anh bê nổi? Thì chừng nào ấy thì về quê chứ giờ biết làm sao giờ. Thì còn sức thì ráng làm. Ba mẹ anh gia đình anh ấy, biết được á. Này buồn lắm anh. Dạ ba thì mất rồi còn mẹ. Buồn lắm. Mẹ già chắc già lắm. Dạ mẹ em năm nay cũng 70-80 rồi. Ừ, 80 mẹ già cái 80 mà nghe lẽ ra được con được có một cái bờ vai có một cái niềm hạnh phúc dạ, đúng không? Dạ. Ai ngờ là niềm hạnh phúc chưa được bao nhiêu để vụt tắt rồi. Dạ. Khổ thật. Quá khổ cho anh luôn. Thế từ xưa là anh không yêu, anh yêu được bao nhiêu người rồi? Dạ hồi đó thì cũng có yêu nhưng mà không có đừng nghĩ đến cái kết hôn. Quen chơi chơi thôi. Dạ, quen chơi thôi chứ. Nhưng mà có tới đâu không? Có đi đến điểm cuối cùng không? Dạ không. Ồ, vậy là quen chơi chơi, vậy là hàng mình còn zin luôn. Dạ. Trời ơi, còn zin mà cho mái già này bao nhiêu ông rồi. Ê, hỏng, uổng quá. Tội nghiệp. Rồi bây giờ anh lên tiếng anh nói chuyện to lên, nói chuyện rõ ràng lên. Để hy vọng là vợ của anh xem được video này. Vợ của anh quay trở về trả lại tài sản cho anh, đường ai người đi. Dạ, bây giờ em nói là bây giờ vợ quay về trả tài sản cho em rồi nó đường ai nấy đi cũng được. Em lừa đảo tôi thì bây giờ tôi hết yêu em rồi. Bây giờ nó lừa đảo em thì em hết yêu nó thiệt rồi, không còn yêu nó nữa. Bây giờ anh có điều nào anh muốn cảnh báo trên cái câu chuyện này, trên cái video này, hy vọng là cho các anh trai xem được video là anh trai cảnh giác tránh tình trạng mà bị một dạ, số chị em gái. Dạ em cũng mong các anh các cô trên này xem cái video này để cho biết đừng để con gái lừa nữa. Tội nghiệp cho anh, năm mấy tuổi đúng không? Dạ. Giờ mới có vợ. Dạ. Ai ngờ đó, té ngửa ra luôn. Dạ. Thật là không ai ngờ được. Dạ. Cái này... quá đau đớn nhỉ. Nó làm mấy ngày nay là cái tuần này. Cả tuần này mất ăn mất ngủ. Mất ăn mất ngủ làm không nổi luôn, bệnh luôn, ngã bệnh luôn. Cố gắng ăn nhiều lên nhé. Ăn không nổi cứ nhớ tới cái... thôi bây giờ không nhớ nữa. Gọi là đó là một cái kỷ niệm nó không được đẹp. Đó là cũng thôi cái số phận mình như vậy. Dạ. Lẽ ra như người ta bằng anh thì người ta 2-3-4 vợ rồi. Dạ. Anh mới một vợ mà không hoàn thành. Đúng không? Dạ. Cái chỉ tiêu đạt ra là không chưa đạt. Dạ, chưa đạt. Để ra chuẩn bị 1-2 ngày nữa cưới nơi rồi. Mà đến giờ phút này là cô dâu bỏ trốn rồi thì chú rể cưới ai đây? Dạ. Hay là em tìm cho anh cô dâu mới được không? Dạ thôi, để từ từ đi. Được không? Dạ thôi, chưa. Thế gia đình anh không phải mình đóng thế cô dâu khác để mình cưới để ra bạn bè đỡ đỡ buồn được không? Dạ thôi, để đi. Mình làm đám cưới hoành tráng đi. Để từ từ coi đầu óc nó suy nghĩ lại. Từ. Dạ. Buồn ha. Dạ. Giờ nằm tới là buồn, nằm chút là buồn. Vậy là từ hôm mà cô ta bỏ đi đến giờ phút này là cô ta chặn số luôn à? Dạ, nó có nó điện được lần 2 gì đó. Rồi là bắt đầu nó chặn luôn. Điện lần 2 là chặn luôn? Dạ. Tội nghiệp anh nhớ vậy. Điện lần 2 là điện nói làm sao? Nó nói để nó đi đi để, thời gian đem về trả. Nó chỉ nhắn tin cái câu vậy thôi chứ còn nó không có điện. Nhưng mà đến giờ phút này sao anh biết được rõ ràng ấy? Là vợ của anh ấy là đi cặp với trai khác. Dạ bị nó có chụp hình gửi qua. Gửi qua chứ chụp tức là nhỉ? Dạ chụp tức. Mà nó đeo vàng cưới của em nó chụp. Ôi giời ơi biết ngay mà nó đoán đúng chuẩn luôn. Thế là đeo vàng cưới của anh luôn? Dạ đeo đôi bông rồi chỉ nhẫn luôn. Ủa đôi bông với cộng dây chuyền lên luôn.
Vợ anh ấy này là anh em nhìn tướng là rất sung, nhưng mà thực sự là ở với anh thấy là sinh lý khỏe không, Cũng khỏe, đòi hỏi mạnh không? cũng tốt ạ. Rồi tốt rồi, anh có đáp ứng đồ đủ không? Đủ. Anh được thấy là cũng còn tơ đúng không, tiếng là tuổi lớn nhưng còn tơ, hàng này hàng tơ này. Một 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 hôm mà nhiều nhất thì vợ anh đòi hỏi mấy lần nhiều nhất rồi? Không, tuần thì cũng 4-5 lần. À, đều đều ha, Dạ. gọi là mỗi tuần mỗi ngày điếu đều đều ha. Có tuần thì 1 lần 2, có khi 3-4 lần. Có tuần này một lần hai 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 điếu. Dạ, bị gì mấy cái tuần mà đi làm đêm á, về nó không phải mà. Thế là cũng khỏe rồi, anh phải đáp ứng được cùng bà lão này là em thấy là cũng được ấy, chứ em thì chắc phải chục ông quá, tướng nhìn tướng mày to to con, thật sự là buồn cho anh nha. Anh còn muốn nói điều gì trên video này không? Dạ, em muốn là chia sẻ với anh em ở trên live, lên video này nè, đặng có cảnh giác những người phụ nữ đừng giống như em nữa. Đấy, yêu rồi ở với nhau lâu rồi còn chưa Dạ, chắc chưa chắc. đúng không, Dạ. mua vàng mua bạc tưởng là cưới rồi, mình nuôi con cho người ta rồi Dạ. đúng chưa, Dạ, nuôi. từ khi mà con người ta còn nhỏ xíu ôm lên mình nuôi lớn rồi, Lên ba nay, ba rồi, nay 10 mấy tuổi, mười 10 mấy tuổi, tuổi 12 tuổi. mà đến giờ phút này vẫn bỏ đi, Dạ. thật là lòng người khó đoán đúng không anh. Dạ đúng rồi, khó đó. Thôi không thì ở vậy cho chắc, lâu lâu mình như gọi là bóc bánh trả tiền làm điếu 200-300 đeo ủng vào cho nó chắc ăn đi anh. Giờ ngán ngẩm quá trời. Giờ ngán dữ Chứ đừng có lấy nhiếc nữa, lấy cái này thua luôn rồi, mất rồi. cả chì cả chài. Thua. Cái này số là 30 triệu ngân hàng này thì Exim Bank Em cũng phải đóng từ hàng tháng. ngân hàng gì anh? Hàng gì? MB gì? À MB quân đội. Đúng rồi. 30 triệu này là đóng bao nhiêu thời gian anh? Dạ 2 năm. 2 năm? Dạ. 24 tháng. Tháng Dạ. đóng nhiêu anh? Tháng đóng 2,3 triệu. Sao nhiều dữ vậy? 2 triệu 3, 60 ngàn gọi 2 triệu 3, 10 tháng là 23 triệu đúng chưa, Dạ đúng rồi. còn 2 tháng nữa, 12 tháng, 2 tháng nữa là 4 triệu mấy, 5 triệu nó đi, 4 triệu rưỡi nó đi đúng chưa, sao lại đóng nhiều vậy anh, Vậy chứ mình thấy sao vợ lời cao vậy, không biết đâu rồi đó, bên ngân ngày cũng năm hàng. mấy 60 triệu đấy anh. Dạ, tính ra cũng 50-60 triệu đó. Mà nhờ cái đường dài mình làm mình đóng được. Đường dài nhưng người ta rỉa mình từ từ, anh biết con cá mà nó rỉa không, Dạ biết. hôm nay rỉa miếng ăn tối lúc vào hang ngủ, ngày mai rỉa miếng nữa, dần 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 thì mình còn lấy xương không à, tội nghiệp cho anh Tại vì quá. quá thương vợ này. Thế Mình này còn cũng đóng đáng. bao giờ mới hết đây anh? Dạ chắc cũng còn gần năm nữa. Đóng được năm mấy này Dạ cũng gần năm nữa. ha, tội nghiệp quá trời. Rồi hôm nay anh về đây chia sẻ cái câu chuyện mà để nhờ anh em mình chim dương ghi hình mình đăng tin tìm một người vợ gọi là cô dâu chuẩn bị cưới, Dạ. thì thực sự cái câu chuyện của anh, em nghe câu chuyện của anh rất buồn, bởi vì những trường hợp này cũng ít xảy ra, bởi vì anh đặt một trường một trong những trường hợp vô cùng đặc biệt, tuổi của anh không nhiều nhưng mà không nhỏ, nhưng giờ mới lập gia đình mà lấy vợ lần đầu tiên, mà giờ đây phút này mà anh bị một cô dâu gọi là một người vợ của mình Lần đầu tiên luôn, mới kết hôn lần đầu tiên trong đời luôn. đấy, lần đầu tiên luôn Dạ. đấy. Mà cuối cùng là cô ta còn ôm vàng đi bỏ trốn để đi Dạ. theo người khác. Là còn quay lại chụp hình này, gửi cho mình. Thì thực sự câu chuyện này rất đau. Nó đăng lên mạng luôn, cho các anh em trong công ty biết luôn. Em có điều nào ở đó em nhắn gửi trên video này à anh nhé, để hy vọng là người nhà cô ta xem được, người nhà cô ta có động tĩnh nào đó để cô ta trả lại tài sản cho anh trả nợ ngân hàng. Dạ, em cũng mong là nó đem về cho em là để đang bán lại đang trả cho ngân hàng thôi. Còn nếu anh em Hiệp sĩ Bình Dương là tìm được là sẽ ra công an Dạ. nhá, giao công an luôn cho công an xử lý Dạ. nếu Em đúng có quá. là chốn em có ra công an rồi. Đó thì anh em tìm được cái giao công an, gọi điện cho anh rồi giao công an, Dạ. để hy vọng là công an người ta có hướng để xử lý nếu đúng mà có dấu hiệu mà lợi dụng mà lừa đảo chiếm đoạt Dạ. tài sản nha, Dạ. thì cơ quan công an người ta sẽ có biện pháp anh nhé. Dạ. Đến lúc mình còn thương nữa Dạ chắc không rồi. không ha. Dạ không. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em mình chứng dương ghi hình, anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh để Dạ. tìm vợ Dạ. sắp cưới lên tất Dạ. cả trang mạng xã hội không? Dạ đồng ý. Rồi em cảm ơn cuộc chia sẻ của anh nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú chị bạn, đây là cái câu chuyện là thực sự là anh trai này hôm nay về đây chia sẻ câu chuyện rất dễ thương mà rất tội nghiệp, hơn 50 tuổi đến giờ phút này mới lấy vợ mà ai ngờ là gặp đúng bà vợ này gọi là âm binh, bà vợ đã lừa anh trai này, đã cướp hốt tay trên toàn bộ số tiền và vàng, đến giờ phút này cô ta bỏ đi theo nhân tình mới, để lại anh bơ vơ với khoản tiền nợ ngân hàng kích sổ. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.